dân ấy là căn lớn mà nghĩ. Thì chính sách hỗ trợ từ đảng và nhà nước đến những người khó khăn, thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Những y bác sĩ tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch, họ không ngại phải đối mặt với nguy hiểm, nguy cơ những bệnh nhẹ có thể chữa bệnh cho bệnh nhân của mình. Trong bệnh viện có rất nhiều y bác sĩ đã gục ngã vì mệt mỏi và không ai mất vị, cũng có rất nhiều bệnh nhân không qua khỏi tim